Xin chào quý vị và các bạn. Triển lãm sinh vật cảnh thủ đô năm 2022 trong khuôn khổ festival các cái sản phẩm và làng nghề truyền thống đang diễn ra tại Hà Nội và vẫn thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng. Trong số hàng trăm tác phẩm cây cảnh được trưng bày ở đây thì nhiều người tò mò tập trung vào hai tác phẩm mới của nghệ nhân Cường Họa Sĩ. Không phải vì hai tác phẩm này nổi bật giữa những cái dàn cây đồ sộ của triển lãm, mà là vì các cái thông tin về giá của hai cây này. Khi mà chủ nhân đặt cái giá khởi điểm cho mỗi tác phẩm là 5 tỷ đồng một cây, nghĩa là cả hai cây có giá 10 tỷ đồng. Thực sự thì có lẽ với một tác phẩm cây cảnh mà lần đầu tiên ra mắt công chúng nhưng đã được chủ nhân đưa ra một cái mức giá có thể nói là không hề nhỏ, đã khiến cả làng cây cảnh dậy sóng với khá là nhiều những ý kiến trái chiều. Nghệ nhân Cường Họa Sĩ thì vốn đã gắn nhiều với tác phẩm cây cảnh nổi tiếng, mà sau này thì những cái tác phẩm đấy sau mỗi lần chuyển nhượng về tay chủ mới thì lại có một cái mức giá mới lên tầm hơn, lớn hơn. Chính vì thế mà nhiều tác phẩm cây cảnh gần đây được giới thiệu ở trên trang cá nhân của họa sĩ Cường thì đều nhấn mạnh đến những cái giá trị tiềm năng của mỗi tác phẩm cho những cái nhà đầu tư tương lai. Có thể ai cũng nghĩ đến đầu tiên là những cái giá trị thương hiệu mà bản thân họa sĩ gắn vào cho mỗi cái tác phẩm mà mình tạo tác. Thông thường thì một tác phẩm cây cảnh để có thể đạt được một cái danh hiệu cây tiền tỷ từ trước đến giờ ấy, thì hầu hết là phải chinh chiến rồi tạo dựng những cái hình ảnh qua nhiều những cái cuộc triển lãm cây cảnh. Nhưng mà những cái tác phẩm này thì có thể là được coi là rất là mới, vừa mới ra mắt đã được đặt lên một cái gọi là một cái bệ phóng về cái giá trị thì quả thực là khá là hiếm có từ trước đến giờ. Tác phẩm đầu tiên mà quý vị đang xem có tên là Long Bàn Hổ Phục. Đây là một cây xanh Nam Điền với cái phần bệ được gắn khá nhiều đá và mới làm thêm đá. Về độ già thì chắc không thể so sánh với nhiều những cái tác phẩm triển lãm này. Điều đặc biệt là mình nhớ là cũng chính cái tác phẩm này cách đó một tháng thì được báo giá công khai là 3,8 tỷ. Nhưng mà đến cái cuộc triển lãm này thì nó được nhanh chóng cập nhật một cái mức giá mới và hiện tại đã lên cái mức giá 5 tỷ. Bên cạnh cây Long Bàn Hổ Phục thì tác phẩm cây xanh này cũng có cái mức giá 5 tỷ đồng giá. Tác phẩm có tên là Lão Mai Đồng Quý Tử. Đây cũng là cây xanh có phần bệ được ghép đá. Về hình dáng thì nhìn cái cây này thì thân trông có vẻ già cỗi hơn, nhiều sẹo hơn. Nhưng mà nếu mà đồng giá với cây bên cạnh thì mình vẫn thích cái cây Long Bàn Hổ Phục hơn. Có thể thấy nghệ nhân Cường Họa Sĩ được coi là thầy phù thủy trong làng cây cảnh khi tạo ra nhiều những tác phẩm nổi tiếng và có giá trị cao, giá trị giao dịch chuyển nhượng cao. Nhưng mà gần đây thì có thể thấy là nghệ thuật marketing của chú Cường cũng ngày càng trở nên ảo diệu. Và với hai tác phẩm cây cảnh này thì có lẽ đây là cái màn ra mắt rất là ấn tượng về giá với hai tác phẩm mới tinh của chú Cường Họa Sĩ. Ngoài hai cái tác phẩm tiền tỷ vừa xong thì mời quý vị các bạn ngắm thêm một số cây cảnh khác trong cái dãy trưng bày này. Dàn cây cảnh sẽ được trưng bày đến ngày 24 tháng 12 tại khu vực trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Mời quý vị các bạn có thời gian có thể ghé thăm những cái tác phẩm cây cảnh nhiều tỷ ở trong khuôn viên này.
đến quyết định tặng bằng khen. Sau đây tôi công bố quyết định tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chủ tịch Ủy ban thành phố và giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/12/2022. Chủ tịch Ủy ban thành phố cũng ban hành quyết định số 5025 để được tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành quyết định số 4880 để được tặng bằng khen 4 tập thể và 5 cá nhân. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng quyết định số 2365 để được tặng bằng khen 26 tập thể và 18 cá nhân. Và có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia festival sản phẩm nông nghiệp làm từ tháng 2 năm 2022. Sau đây tên trọng đến mời các tập thể và cá nhân có tên sau nên vị trí danh dự để nhận bằng khen của chủ tịch Ủy ban thành phố. Xin trân trọng đến mời đại diện Ủy ban nhân quận Nam Từ Liêm, hội xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội, hiệp hội thủ công nghệ và làng nghề Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và công ty di chuyển và xúc tiến thương mại Trung Tâm Từ Đông. Về cá nhân xin trân trọng đến mời ông Chu Mạnh Hùng, phó chủ tịch câu lạc bộ cây và sự nhập cảnh thành phố, ông Phạm Quốc Cường, nghiên nhân thiết kế mạng của công nghệ thành phố phường Hà Cầu quận Hà Đông, và Đinh Thị Hải Yến, nghiên nhân quốc gia phường Xuân Đình quận Thanh Xuân, và Nguyễn Thị Mỹ, cán bộ phòng công ty di chuyển và xúc tiến thương mại Trung Tâm Từ Đông Hà Nội, và Lê Thị Phương, phó trưởng phòng công ty di chuyển và xúc tiến thương mại Trung Tâm Từ Đông Hà Nội. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Chu Quốc Mỹ, Ủy viên Ủy ban nhân phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng ban tổ chức festival, nên trao bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân phố với các tập thể và cá nhân. Xin trân trọng kính mời.